Hello chào các bạn nha, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Zin. Thì như các bạn có thể thấy là hiện nay hầu hết tất cả các dịch vụ đang được số hóa dần. Mình lấy ví dụ đơn giản như là việc mở tài khoản ngân hàng đi. Nếu như với mấy năm trước, để mà có thể mở một tài khoản ngân hàng, bắt buộc chúng ta phải ra quầy giao dịch, ra chi nhánh để mà mở. Tuy nhiên thì hiện nay chỉ cần ngồi tại nhà, sử dụng điện thoại, tải ứng dụng, rồi chụp chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân gửi lên cái, chưa đầy 5 phút là đã có ngay một tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên thì với việc chụp giấy tờ tùy thân cũng như là cung cấp thông tin cá nhân gửi lên mạng như vậy khiến cho một số người hoang mang liệu chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân của mình có bị lộ ra ngoài không? Nếu lộ thì phải làm sao? Người ta có thể sử dụng để mà đi vay tiền hay không? Để rồi nhỡ đâu một ngày cả đống nợ từ trên trời rơi xuống thì sao? Cần phải làm thế nào để mà đảm bảo an toàn? Trong thời gian qua thì trên kênh của mình đã nhận được khá nhiều bình luận hỏi những câu hỏi kiểu như vậy, cho nên là mình làm video này để mà giải đáp cho các bạn nhé. Thực ra thì giải đáp cũng không đúng lắm, có lẽ chỉ nên gọi là chia sẻ quan điểm cá nhân thôi, bởi vì là mình không phải là người nghiên cứu hay là hiểu biết chính xác về vấn đề này. Mình chỉ là chia sẻ mang tính cá nhân, dựa trên những gì mà bản thân mình nghĩ cũng như là bản thân mình đã trải nghiệm. Bởi vì bản thân mình cũng đã làm việc online có lẽ là cũng đã khoảng gần 10 năm nay rồi, đăng ký không biết bao nhiêu là tài khoản ở trên mạng, thậm chí là ảnh chụp chứng minh nhân dân của mình có lẽ là cũng đã gửi đến hàng trăm nơi, thậm chí là cả nghìn nơi ở trên mạng rồi, và cũng đã từng xảy ra chuyện về vấn đề này. Rồi, chúng ta cùng quay trở lại chủ đề chính nhá, bắt đầu thôi. Việc chụp ảnh giấy tờ tùy thân như là chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc là hộ chiếu v.v. gửi lên mạng thì có nguy hiểm không? Thì câu trả lời của mình là có và không nhá. Vì sao lại như vậy? Thì là như thế này. Thì đầu tiên là không nguy hiểm. Nếu như bạn chỉ gửi cho các tổ chức uy tín, ví dụ như là mở tài khoản ngân hàng, hoặc là mở tài khoản chứng khoán, mở tài khoản ví điện tử của các công ty, các tổ chức uy tín đã được nhà nước cấp phép hoạt động đầy đủ, thì sẽ không có gì nguy hiểm cả. Bởi vì những tổ chức này, họ muốn hoạt động thì họ phải có nhiệm vụ là bảo mật thông tin khách hàng cẩn thận. Đó. Cho nên là ví dụ như chúng ta chỉ sử dụng chứng minh nhân dân để mà đăng ký các tài khoản ngân hàng uy tín như là MB Bank, Vietinbank, Vietcombank, Agribank v.v. Nói chung là những ngân hàng lớn đi thì sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Bởi vì là các ngân hàng này chắc chắn là họ sẽ có nhiệm vụ là phải bảo mật thông tin của chúng ta thật cẩn thận, không được lộ ra ngoài. Đó, họ chỉ sử dụng thông tin của chúng ta với mục đích là quản lý tài khoản, định danh tài khoản nào thuộc về cá nhân nào thì họ phải nắm chính xác thông qua giấy tờ tùy thân để họ nắm được. Ví dụ như là trong trường hợp xấu, ví dụ như tài khoản của chúng ta bị hack hoặc là không truy cập được thì chúng ta mới có thể chứng minh chúng ta chính là chủ nhân để mà lấy lại số tiền đó, hoặc là chúng ta bị mất chẳng hạn thì người thân của chúng ta cũng có thể lấy lại tiền kiểu như vậy. Tuy nhiên thì ở đây các bạn cần chú ý là ở đây chỉ an toàn khi mà các bạn gửi trực tiếp thông qua ứng dụng hoặc là hệ thống của ngân hàng cũng như là các tổ chức này thôi nhá. Còn trường hợp mà các bạn gửi cho một cá nhân nào đó, ví dụ như là có ai đó nhắn tin Messenger bảo các bạn gửi ảnh chứng minh nhân dân để mà họ mở tài khoản giúp các bạn, tóm lại là gửi cho cá nhân thì sẽ không an toàn nhé. Như vậy thì câu trả lời tiếp theo là gửi ảnh giấy tờ tùy thân lên mạng sẽ là có nguy hiểm. Nếu như các bạn gửi cho cá nhân, gửi cho người lạ hoặc là gửi cho các công ty không uy tín nhé. Bởi vì nếu mà chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân, tóm lại là giấy tờ tùy thân của bạn, nếu mà rơi vào tay kẻ xấu thì họ có thể sử dụng cho nhiều mục đích xấu, chẳng hạn như là họ có thể sử dụng để mà đi vay tiền hoặc là tìm cách đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của bạn, hoặc là họ cũng có thể sử dụng để mà đăng ký sim rác rồi gọi điện lừa đảo, thậm chí là họ có thể lợi dụng để mà giả dạng công an, viện kiểm sát, tòa án v.v. để mà gọi điện hù dọa bạn, tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn v.v. Tóm lại là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro nhá. Tóm lại là nếu như chứng minh nhân dân của bạn chỉ gửi cho các tổ chức, các công ty uy tín thì không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nếu gửi cho cá nhân hoặc là các tổ chức không uy tín thì sẽ có rủi ro nhá. Cho nên là trong việc mở tài khoản ngân hàng chẳng hạn, thì việc chụp ảnh chứng minh nhân dân gửi lên hệ thống của ngân hàng đó, đây là điều bắt buộc nhá, và cũng rất an toàn thôi, không có vấn đề gì cả. Nhưng mình cũng phải nói lại, các bạn cần phải hết sức lưu ý là chỉ an toàn khi mà các bạn tự mình tải ứng dụng và tự đăng ký ở trên ứng dụng của ngân hàng mà thôi. Còn trường hợp mà các bạn gửi ảnh chứng minh nhân dân của các bạn cho cá nhân nào đó, ví dụ như là gửi qua tin nhắn Facebook, Zalo hoặc là gửi qua email này nọ, tóm lại là gửi cho người khác để mà họ đăng ký giúp các bạn, chứ không phải là tự mình đăng ký ở trên ứng dụng, thì cái này là mang tính các bạn gửi cho cá nhân rồi, cho nên là sẽ không đảm bảo an toàn đâu nhá. Tất nhiên thì cũng có thể là có những người, có một số người là họ cũng uy tín thôi, cho nên là ở đây mình nói là sẽ không đảm bảo, chứ không phải là chắc chắn là sẽ không an toàn đâu. Các bạn cần chú ý là như vậy. Tốt nhất là những thông tin nhạy cảm các bạn cần phải hết sức cẩn thận. Như vậy thì nếu như chẳng may giấy tờ tùy thân của bạn, ví dụ như là chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân hoặc là giấy phép lái xe của bạn rơi vào tay kẻ xấu thì cần phải làm thế nào? Liệu có sợ
sẽ mang một đống nợ từ trên trời rơi xuống hay không. Thì trước hết các bạn cứ bình tĩnh, không phải hoang mang đâu. Cái lo lắng nhất của các bạn đầu tiên có lẽ đó chính là các bạn sợ người ta đem giấy tờ tùy thân của các bạn đi vay nợ phải không nào? Tiền vay bạn không được tiêu mà lại phải gánh nợ phải trả, làm sao mà chấp nhận được phải không nào? Về vấn đề này, trước hết các bạn cứ yên tâm đi, không cần lo lắng đâu. Thực ra thì không có tổ chức cho vay uy tín nào mà cho vay tiền dễ dàng như vậy đâu. Các bạn cứ thử cầm giấy tờ tùy thân của người khác, không phải là của chính các bạn. Thử đi vay tiền tại các công ty tổ chức uy tín xem, không vay được đâu. Sẽ không có một tổ chức cho vay uy tín nào cho bạn vay tiền khi mà giấy tờ tùy thân không phải là chính chủ. Cho nên là các bạn yên tâm là người khác sẽ không thể sử dụng giấy tờ tùy thân của bạn để mà đi vay tiền ở các tổ chức cho vay uy tín nhá. Tuy nhiên thì nếu mà người ta đi vay tại một số tổ chức cho vay không uy tín chẳng hạn thì vẫn có thể vay được đấy. Và đã là tổ chức cho vay không uy tín thì các bạn cũng không phải sợ làm gì cả. Họ chỉ dựa trên sự dọa nạt là chính thôi. Họ sẽ không dám ra mặt đâu. Và họ sẽ càng không dám mà đứng lên pháp luận. Vì vậy trước hết, về mặt pháp luận là các bạn không mang nợ ai cả. Thế là được rồi. Còn các bạn mà sợ bị đánh chứ gì? Mình chưa từng nghe ai mất chứng minh dân mà có xã hội đen đến tận nhà đánh cả. Thế nên là mình nghĩ là các bạn không cần phải lo đâu. Nhưng mà sẽ có một trường hợp như thế này, các bạn sẽ cần phải đề phòng nhé. Bởi vì là mình thấy xảy ra khá là phổ biến. Các bạn cần phải đề phòng nhé. Đó chính là sẽ có thể sẽ có kẻ xấu gọi điện hù dọa bạn. Tức là như thế này, có một số kẻ xấu do là họ có được thông tin của bạn, cho nên là họ gọi điện cho bạn để mà bảo bạn đang vay tiền của họ. Nhưng mà thực tế bạn không hề vay đâu nhé. Chỉ là họ sẽ cố gắng để mà dọa thử xem là bạn có gửi tiền cho họ hay không. Kiểu như là dọa lấy thôi. Thì họ cứ gọi điện ra bảo là bạn đang vay tiền của một tổ chức nào đó, bây giờ bạn phải gửi tiền để mà trả. Nếu không trả thì họ sẽ làm thế này thế nọ, ví dụ như vậy chẳng hạn. Thậm chí là họ có thể gọi điện cho người thân của bạn này nọ để mà dọa, hoặc là bảo bạn thế này thế kia để mà tìm cách xem là có dọa được để mà bạn phải chuyển tiền cho họ hay không. Đó. Tuy nhiên thì với trường hợp này thì họ chỉ dọa thôi. Dọa được ăn thì họ ăn, không ăn được thì thôi, họ chẳng làm được gì cả. Cho nên là nếu mà các bạn biết được trường hợp này thì các bạn không cần phải lo gì cả. Gọi điện đến thì nghe thấy các bạn nhận ra đấy chính là cái đội này thì các bạn cứ tắt máy đi, không vấn đề gì cả nhá. Chỉ là hơi phiền phức một chút thôi. Nói chung là họ chỉ dọa mồm thôi, họ không đến tận nhà để mà tìm các bạn để mà làm gì cả. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Nếu mà biết được thì các bạn không muốn mất thời gian thì các bạn cứ tắt máy, không vấn đề gì cả. Nói chung là trong trường hợp này thì các bạn không phải lo lắng là sẽ mất tài sản hay gì đâu nhá. Chỉ là hơi phiền một chút thôi. Rồi, như vậy thì còn việc là lo lắng việc đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng thì như thế nào? Về vấn đề này thì cũng chỉ là cảnh cáo thôi, rất hiếm khi xảy ra. Bởi vì là hầu hết tất cả các ngân hàng, họ đều biết được tình trạng lộ thông tin cá nhân cũng như là giấy tờ tùy thân ra bên ngoài là rất hay gặp. Cho nên là ngân hàng cũng rất là cẩn thận và ngày càng cẩn thận hơn. Họ không dễ dàng để kẻ xấu đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng chỉ với một chứng minh dân hoặc là căn cước công dân đâu. Tài khoản ngân hàng thực ra còn được bảo mật bằng rất nhiều yếu tố khác, như là mã PIN, mật khẩu, mã OTP v.v. Những thông tin này mới là quan trọng nhất, các bạn cần phải bảo mật cẩn thận. Nếu mà cho kẻ xấu thì toi đấy. À, nói về vấn đề này thì các bạn cần phải lưu ý một trường hợp như thế này, đã rất nhiều người gặp phải, các bạn cần phải cảnh giác. Đó là như thế này. Khi mà kẻ xấu có được thông tin cá nhân của bạn, họ sẽ giả danh là nhân viên ngân hàng gọi điện cho bạn và bằng một lý do thuyết phục nào đó yêu cầu bạn cung cấp thông tin đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, hoặc là mật khẩu của thẻ ngân hàng, hoặc là mã OTP này nọ. Và rồi thì sao? Nếu như mà bạn tưởng thận cung cấp cho họ thì đương nhiên là tiền của bạn chưa đầy một phút không cánh mà bay đi luôn. Đó, cho nên là các bạn cần phải hết sức cẩn thận nhé. Các bạn hãy nhớ là khi sử dụng tài khoản ngân hàng, các bạn tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN, mã OTP, chính là mã xác minh giao dịch gửi về tin nhắn qua số điện thoại. Các bạn tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ ai, kể cả đó là nhân viên ngân hàng. Nếu mà có ai đó gọi điện cho các bạn để mà xin mã OTP hoặc là mật khẩu thì chắc chắn người đó chỉ là lừa đảo, kể cả là nhân viên ngân hàng. Thực tế là không có bất kỳ ngân hàng nào xin mã OTP, mã PIN hay là mật khẩu của bạn đâu. Cho nên là nếu có ai đó gọi điện để mà xin mã OTP hoặc là mã PIN hoặc mật khẩu của bạn thì chắc chắn người đó là lừa đảo chứ không phải là nhân viên ngân hàng. Đó, các bạn chú ý là như vậy. Hoặc là nếu là nhân viên thì cũng là nhân viên lừa đảo. Đó, các bạn cần chú ý nhé. Tuyệt đối không cung cấp mã PIN, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Những thông tin này chỉ mình các bạn biết thôi, chỉ mình các bạn sử dụng thôi. Nếu mà để người khác biết thì người ta sẽ lấy hết tiền của bạn đấy. Cần chú ý nhá. Rồi, tiếp theo còn một trường hợp nữa. Khi mà các bạn bị mất chứng minh dân, khi mà thông tin giấy tờ tùy thân của bạn rơi vào tay kẻ xấu thì có thể xảy ra một trường hợp nữa. Đó chính là kẻ xấu sẽ giả danh là công an hoặc là tòa án gì đó, rồi gọi điện hù dọa các bạn, yêu cầu các bạn nộp phạt, hoặc là bảo là các bạn đang vi phạm một tội rất nặng gì đó.
Nếu mà muốn chứng minh các bạn trong sạch thì cần phải chuyển một khoản tiền vào một tài khoản nào đó để mà xác minh vân vân, ví dụ kiểu vậy. Nói chung là bằng một cách nào đó dẫn các bạn đi đến kết quả là chuyển tiền đến một tài khoản nào đó cho họ, kiểu như vậy. Thì các bạn cũng cần phải hết sức cảnh giác nha. Nói chung là các bạn cần phải hết sức cảnh giác nha. Các bạn mà cứ nghe theo yêu cầu của họ là các bạn mất tiền đấy. Nói chung là biết được mấy cái này rồi thì các bạn sẽ tự biết cách bảo vệ mình nhá. Rồi, nói chung thì việc lộ giấy tờ tùy thân, căn cước công dân, chứng minh dân của các bạn rơi vào tay kẻ xấu sẽ tiềm ẩn khá là nhiều rủi ro. Tuy nhiên, nếu như chẳng may các bạn đã bị mất rồi, chẳng may giấy tờ tùy thân của bạn, căn cước công dân của bạn đã rơi vào tay kẻ xấu thì các bạn cũng cứ bình tĩnh, đừng hoang mang, từ từ mà tìm cách giải quyết. Quan trọng nhất là các bạn cần phải nắm được một số hình thức mà kẻ xấu có thể lợi dụng để mà lừa đảo các bạn. Các bạn cần phải thường xuyên cảnh giác, sẽ có kẻ xấu lợi dụng để mà gọi điện, hù dọa hoặc là lừa đảo các bạn. Các bạn chỉ cần giữ cảnh giác là các bạn sẽ biết được mà tránh được hết, không phải lo lắng vấn đề gì đâu. Và có một điều rất là quan trọng mình cần nhắc lại, đó chính là các bạn tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã PIN hay là mã OTP của tài khoản ngân hàng hoặc là bất kỳ tài khoản trên mạng nào cho bất kỳ ai nhé. Thực tế là các ngân hàng cũng như là các tổ chức, người của chủ ứng dụng đó sẽ không bao giờ xin thông tin mật khẩu, mã PIN cũng như là mã OTP của các bạn đâu. Nếu có thì đó chỉ là lừa đảo. Đó, các bạn cần phải cảnh giác là như vậy. Với bản thân mình thì như ở đầu video mình đã nói, trong gần 10 năm qua mình đã sử dụng chứng minh nhân dân để mà đăng ký rất nhiều tài khoản ở trên mạng. Có lẽ là mình nghĩ là phải vài trăm loại tài khoản, có khi còn đến cả nghìn nữa chứ. Nhưng mà đến bây giờ thì nói chung là cũng chưa có vấn đề gì xảy ra cả. Kể cả là đôi khi mình cũng gửi giấy tờ tùy thân của mình cho cá nhân nào đó trong một số giao dịch cần phải gửi giấy tờ tùy thân để mà tin tưởng lẫn nhau chẳng hạn, thì mình cũng có gửi, nhưng mà hầu như là cũng gửi vào những người uy tín thôi, không có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ có một lần duy nhất là mình vay tiền online, mình làm thông tin vay tiền qua một ứng dụng và đương nhiên là sẽ cần phải chụp ảnh giấy tờ tùy thân, cung cấp danh bạ ở trong điện thoại vân vân. Cho nên là về sau thì họ gọi điện phiền rất nhiều, và trong một lần gần đây duy nhất là tự dưng họ giải ngân tiền cho mình, tức là họ tự chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình. Sau đấy là họ bắt mình phải trả. Và rồi thì mình cũng đã gọi điện cho tổng đài và làm rõ, và cuối cùng là mình cũng chuyển khoản đúng số tiền gốc đấy cho họ và cũng xong chuyện. Đó, cũng không có vấn đề gì to tát xảy ra cả. Bản thân mình thì chỉ gặp một vụ như vậy thôi. Nhưng mà em gái mình thì khác. À, chính xác hơn là em vợ mình gặp một chuyện như thế này. Em ấy bị mất ví và trong ví là có cả một chiếc điện thoại di động, có cả chứng minh nhân dân, và trong điện thoại đó lại chụp rất nhiều ảnh mang tính cá nhân, như là chụp ảnh chân dung này, chụp ảnh cả giấy tờ tùy thân này, chụp ảnh thậm chí là có cả ảnh chụp sổ hộ khẩu nữa. Và rồi y như rằng chỉ sau đấy khoảng một tuần đã có số lạ gọi đến để mà đòi nợ, và tất nhiên thì em ấy cũng đề phòng trước cho nên là cũng không gặp vấn đề gì cả. Ban đầu thì họ cũng chỉ là nói nhẹ nhàng thôi, cũng bảo là mình đang nợ số tiền của tổ chức nào đấy bao nhiêu tiền, bây giờ sẽ cần phải thanh toán trả nợ gì gì đó. Tất nhiên thì mình không vay thì mình không trả rồi. Và rồi thì họ cũng gọi điện ra nói rất là bố láo, nhưng mà tất nhiên thì mình không đủ sức để mà nghe đâu, tắt máy thôi. Thế rồi họ tiếp tục gọi điện cho người thân bạn bè, thậm chí là họ còn gọi điện đến cả cho mẹ vợ mình, tức là cũng là mẹ của em ấy. Và rồi có một lần họ khốn nạn như thế này cơ, họ gọi điện cho mẹ vợ mình bảo là em ấy bị tai nạn giao thông, thế là làm cho mẹ vợ mình còn suýt ngất luôn. Sau đấy là mới gọi điện cho em ấy và mới biết được chuyện chỉ là kẻ xấu bị mất giấy tờ, cho nên là kẻ xấu lợi dụng để mà dọa đó. Từ đó thì cũng thông báo cho người thân bạn bè biết hết, và rồi thì cũng thấy số lạ gọi thì không nghe, thế là đến bây giờ thì cũng im im rồi, cũng không có chuyện gì xảy ra rồi. Nói chung là họ cũng chỉ dọa một thời gian không ăn được thì họ cũng chán, thế là cũng xong chuyện thôi, im lặng đi thôi. Rồi nói chung là nếu chẳng may giấy tờ tùy thân của bạn mà bị đánh rơi đi thì các bạn cứ bình tĩnh nhá, các bạn chỉ cần cảnh giác trước, sẽ có kẻ xấu gọi điện để mà hù dọa cách trước để mà tìm cách đề phòng. Như vậy thôi, không có quá nhiều vấn đề các bạn cần phải lo đâu, không cần phải lo là sẽ phải trả một đống nợ đâu, chỉ cần mình đề phòng trước là mọi thứ sẽ ổn. Rồi ok, video này chỉ vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem. Nếu như cảm thấy hữu ích thì các bạn hãy cho mình xin một like. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video để theo dõi video mới nhất từ kênh Sơn Gym nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.